Trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình nhé. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên đề ứng dụng tỷ lệ thể tích xử lý vận dụng cao đây là một trong những chuyên đề rất thú vị của hình học lớp 12. bây giờ để xử lý các bài toán tỷ lệ thể tích vận dụng cao thì bạn lưu ý như sau: thứ nhất là chúng ta cần có lý thuyết, lý thuyết ở đây chính là có công thức tỷ lệ thể tích. Đã lưu ý là mình đã quay video về phần công thức tỷ lệ thể tích thì mình để video tại đây hoặc là ở dưới phần mô tả video có đường liên kết bạn hãy xem video đó trước khi vào xem video của mình ngày hôm nay rồi đó là phần thứ nhất phần thứ hai ở chúng ta cần lưu ý đó chính là chúng ta cần biết định lý Menelaus thì các bạn lưu ý rằng định lý này không học trong chương trình trung học phổ thông tuy nhiên chúng ta cũng nên biết định lý này để chúng ta xử lý các bài tập này một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn bây giờ mình sẽ phát biểu lại định lý đó đây như sau trước hết cho tam giác ABC một đường thẳng D bất kỳ cách các cạnh là AB tại M, AC tại N và BC tại P thì chúng ta có tỷ lệ như sau đó chính là AM chia MB AM chia MB đuôi thằng này là đầu thằng kia nhân cho BP chia cho PC BP chia cho PC bạn thấy không đuôi thằng này là đầu thằng kia đuôi thằng này lại là đầu thằng kia nó cứ dính như vậy nhân cho cn chia na cn chia cho na và tỉ số này bằng 1 thì để chứng minh công thức này các bạn dùng định lý talet để chứng minh thì nó khá là phức tạp tuy nhiên khi làm bài tập chúng ta không cần phải chứng minh lại cho thuộc tỷ lệ này để áp dụng Rồi chúng ta sẽ tiếp tục Ở trường hợp thứ ba đó chính là tỷ lệ thể tích khối chóp có cùng mặt phẳng đáy Và lưu ý cho mình như sau đó chính là nếu như mình lấy v1 chia v2 v1 v2 là thể tích của hai khối chót có cùng mặt phẳng đáy thì nó sẽ bằng là uh, thể tích v1 bằng 1 phần 3 h chót nhân diện tích tam giác đáy mình sẽ để đây là diện tích tam giác 1 chia cho 1 phần 3 h chóp phẩy nhân cho s tam giác 2 thì bạn hãy lưu ý cho mình một điều đó chính là 1 phần 3 sẽ được rút gọn đi nó sẽ bằng h chóp 1 đến đây là h chóp chi cho h chóp phẩy rồi nhân cho s tam giác 1 chi cho s tam giác 2 hãy lưu ý cho mình đó chính là thương tỷ số diện tích tam giác sẽ bằng thương của tỷ lệ đáy nhân chiều cao chi cho đáy nhân chiều cao trong tam giác đáy thì công thức thì nghe có vẻ phức tạp như vậy bây giờ mình sẽ áp dụng một số bài tập cho các bạn rồi các bạn lưu ý cho mình đó chính là càng về sau thì các bài tập càng khó và càng hay hơn thì các bạn nhớ xem hết video này của mình nhé trước khi vào bài toán mình sẽ vẽ hình cho tới diện đều abc a, b, c, d. gọi M là trung điểm của ab, N là trung điểm của bc, E là đối điểm đối xứng với b qua d thì d sẽ là trung điểm của đoạn be. như ở đây, đây điểm E ở đây. bài toán kêu là mặt phẳng mne sẽ chia khối tứ diện thành hai phần trong đó có một phần chứa đỉnh a và phần không chứa đỉnh a. đề bài toán kêu tính thể tích của phần có chứa đỉnh a. Bây giờ mình sẽ nối MNE lại với nhau. Đây mình sẽ nối lại với nhau. Và ME thì cái này là phần không nhìn thấy được. Rồi, đây vẽ ra. Rồi. Bây giờ để xác định giao tuyến thì bây giờ mình sẽ gọi P là giao điểm của ME với AJ và Q là giao điểm của CG với NE. Q lại bên mình sẽ suy ra được là thiết diện cách bởi mặt phẳng MNE là tứ giác MNQP rồi mình có như sau M là trung điểm của AB D là trung điểm của BE người ta sẽ suy ra được là uh, EM và AD là hai đường trung tuyến của tam giác ABE người ta sẽ suy ra được là uh, P là trọng tâm của tam giác ABE ta lại có như sau chứng minh tương tự ta có D là trung điểm của BE N là trung điểm của BC vậy ta sẽ suy ra được là Cg và EN là hai đường trung tuyến của tam giác BCE vậy suy ra được là Q là trọng tâm của tam giác CBE Q là trọng tâm tam giác CBE từ đây ta sẽ suy ra được hai tỷ số quan trọng đó chính là EP chia cho EM bằng 2 phần 3 và tương tự EQ chia cho EN cũng bằng 2 phần 3 Vậy thì ở đây nó kêu đến thể tích của cái hình chóp được cắt bởi mặt phẳng MNQP mà có chứa đỉnh A là phần chóp phần thể tích của cái đỉnh nằm ở phía trên đây này thì các bạn để ý cho mình cách để mình xử lý bài toán này chính là mình sẽ lấy thể tích toàn phần mình trừ cho phần thể tích nằm ở phía bên dưới và để tính phần thể tích phía bên dưới mình sẽ lấy thể tích của khối tứ diện emnb mình trừ cho khối tứ diện e -G -P -Q. thì như vậy thì nó sẽ ra phần còn lại thôi thì làm điều đó bây giờ mình sẽ tính thể tích của khối tứ diện e d q p e -G q p Chi cho thể tích khối tứ diện lớn đó chính là e MNB. Chính là bằng EJ chia EB nhân cho EP chia EM à, nhân cho EW chia cho EN. Đây là công thức Simpson. Bây giờ mình sẽ thay số vào. EJ chia EB bằng 1 phần 2 EP chia EM bằng 2 phần 3 EQ chia EN cũng bằng 2 phần 3 luôn Đây là 4 phần 9 chia 2 là 32 phần 9 Thì số này bằng 2 phần 9 Vậy ta sẽ suy ra được là uh, thể tích của khối đa diện PDQ MNB PDQ MNB chia cho thể tích của khối chóp e M, n b chính là bằng một mình trừ đi 2 phần 9 để mình tính phần thể tích còn lại là bằng 7 phần 9 vậy bây giờ để tính thể tích khối đa diện không chứa đỉnh a thì bây giờ mình chỉ cần tính thể tích của khối tứ diện emnb sau đó mình nhân với 7 phần 9 thì mình sẽ ra được phần thể tích cần tính và mình tiếp tục mình, mình sẽ suy ra được là thể tích của khối đa diện p quy D M N B sẽ bằng 7 phần 9 thể tích của khối tứ diện E M N B mà ta có như sau thể tích của khối chóp A B C D sẽ bằng đây là một khối tứ diện đều có cạnh là A Vậy thể tích của nó thì cũng tính nhanh là A mũ 3 căn 2 chia cho 12 và bây giờ mình nhận xét là tứ diện E M N B và tứ diện ABCD nó có chung mặt phẳng đáy vậy thì mình sẽ sử dụng cái tính chất là thể tích của hai tứ diện có chung mặt phẳng đáy như mình đã ghi chú ở trên bây giờ mình sẽ áp dụng vào nó mình có được như sau thể tích của khối tứ diện EMNB chia cho thể tích của khối tứ diện ABCD chính là bằng bây giờ 1 phần ba mình rút gọn rồi còn đường cao Mà lưu ý là tỷ số này bây giờ mình sẽ tính làm sao bây giờ mình sẽ tính khoảng cách từ A đến đáy và M đến đáy thì mình thấy khoảng cách từ M đến đáy bằng 1 phần 2 khoảng cách từ A đến đáy nên thì số này ở đây sẽ bằng 1 phần 2 mình ghi đây 1 phần 2 rồi mình tiếp tục diện tích đáy là tam giác B, N, E và tam giác B, C, D thì mình có như sau diện tích đáy bằng 1 phần 2 đáy nhân chiều cao đáy thì B, E góc 2 lần B, D nên là sẽ là 2 chia 1 chiều cao khoảng cách từ N sẽ bằng 1 phần 2 khoảng cách từ C khoảng cách từ N đây bằng 1 phần 2 khoảng cách từ C mình kẹt đường cao xuống thì khoảng cách từ N bằng 1 phần 2 khoảng cách từ C thì, thì lệ này sẽ nhân với lại 1 phần 2 tiếp rồi, đó là xong và chính là bằng 1 phần 2 vậy thì mình sẽ suy ra được là thể tích của khối tứ diện e, MNB bằng 1 phần 2 thể tích khối, khối tứ diện ABCD và chính là bằng A mũ 3 căn 2 chia cho 24 Rồi bây giờ mình sẽ thể vào công thức ở phía trên Cái này bằng 7 phần 9 Nhân cho A mũ 3 căn 2 chia 24 Bây giờ để thể thích của khối tứ diện cần tìm là V Sẽ bằng V toàn phần ABCD Mình trừ cho cái thể tích cái khối khối đa diện mà nó không chứa định A là V của P, Q, D, sẽ bằng a mũ 3 căn 2 chia 12 trừ 7 phần 9 nhân a mũ 3 căn 2 chia 24 để bấm máy ta được mình đã được cái này bằng 11 căn 2 chia cho 216 a mũ 3 vậy đáp án chính xác ở đây chính là phương án B như bạn thấy thì bài này không phức tạp tuy nhiên cho cần tính toán một cách cẩn thận để đạt được kết quả chính xác nhất rồi bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo cho tứ diện ABCD. Đây mình vẽ tứ diện ra. Điểm A, B, C và D. Hỏi M là một điểm thuộc cạnh AC. Sao cho AM bằng 7 phần 12 AC. Thì 7 phần 12 thì nó lớn hơn 6 phần 12. Là nó lớn hơn 0,5 lần. Nên mình sẽ để đây là 0,5 mình để bên đây. Một tí. Điểm M. Rồi gọi tiếp. Gọi P là trung điểm của BC. P ở đây. Rồi. Rồi, G là trọng tâm của tam giác ACG là G đúng không? kèm xuống đây. Là bên đấy 2/3 đoạn này. Đây là G ở đây. Bây giờ nó kêu mặt phẳng MPG thì nối lại MPG. Đây. Chia khối chóp thành hai phần. Trong đó phần có đỉnh A và phần không có đỉnh A phần có đỉnh A để gọi là V1, phần không có đỉnh A để gọi là V2. tính tỷ số V1 chia V2. rồi các bạn lưu ý cho mình như sau. bây giờ chúng ta phải xác định thiết diện cắt bởi mặt phẳng này. thì đầu tiên, trước hết mình sẽ kéo dài đoạn MG, kéo dài ra. Đây, nó cắt CG. mình gọi điểm này là điểm F. rồi bây giờ mình sẽ nối PF lại. Đây thì PF cách BG mình gọi là đại điểm Q chẳng hạn. Mình nối lại đại điểm Q. Bây giờ mình gọi là giao điểm của AG với MF là điểm E chẳng hạn. Rồi. Bây giờ mình chỉ cần việc là nối E với Q lại chúng ta có được thiết diện. Thiết diện là tứ giác MPQE mình sẽ tính thể tích mình gọi thể tích tứ diện V của ABCD là bằng v mình sẽ tính v1 theo v và v2 theo v sau đó chúng ta sẽ lập tỷ số thì chúng ta sẽ ra được là v1 chia v2 bằng bao nhiêu thì mình sẽ tính v2 trước sau đó mình sẽ lấy v trừ v2 chúng ta sẽ ra được v1 tính v2 thì mình có ý tưởng như sau là mình sẽ lấy thể tích khối chóp m c f p mình trừ cho thể tích khối chóp e q g f mình sẽ ra được thể tích khối chóp v2 thì trước hết mình cần tính các cái tỷ số như FE chia FM, FG chia FC, FQ chia FP. Mình cần tính các tỷ số đó trước. Thì chúng ta có như sau. Bây giờ thì cái này bằng 7 phần 12 là một số rất là xấu. Thì mình nghĩ ngay đến việc sử dụng định lý Menelaus để tính các tỷ số này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xét tam giác ACG thì mình biết sẵn được tỉ số AM chia MC và AG chia cho. Bây giờ mình gọi thêm gọi Y là trung điểm của CG thì mình biết được tỷ số AM chia MC và AG chia GI rồi thì mình sẽ tính được tỷ số CF chia FI và mình sẽ làm việc tiếp thì ta có như sau đó chính là AM mình chia cho MC mình nhân cho CF chia cho FI CF chia FI nhân với lại IG chia GA IG chia cho GA và tỷ số này bằng 1 mình có như sau thằng đầu tiên AM chia MC cái này bằng 7 phần AM bằng 7 phần 12 AC AM chia MC sẽ bằng 7 phần 5 tiếp tục CF chia FI thì chưa biết mình sẽ để đó CF chia cho FI và IG chia cho GA là bằng 1 phần 2 do IG bằng 1 phần 3 của AI đây là bằng 1 phần 2 bằng 1 thì sẽ suy ra được là CF chia cho FI chính là bằng 2 nhân 5 phần 7 là bằng 10 phần 7. Rồi bây giờ mình cần tính thì số CF chia cho FG nữa là được. CF chia cho FI là bằng 10 phần 7. Cái này 10 phần, cái này 7 phần. Vậy mình sẽ suy ra được là uh, CF mình chia cho CI. CF mình chia cho CI chính là bằng 10 phần 3. Vậy mình sẽ suy ra được là... Ờ uh, À, bây giờ mình sẽ nhân hai vào cái mẫu ở hai bên mình sẽ suy ra được là uh, CF mình giữ nguyên CI nhân 2 CI nhân 2 ra CJ chính là bằng 10 chia 2 là 5 5 phần 3 đây thì mình đã tính được CF chia CJ là bằng 5 phần 3 CF chia CJ bằng 5 phần 3 sau khi có được tỷ số CF chia CJ bằng 5 phần 3 CF chia CJ bằng 5 phần 3 Vậy ta sẽ suy ra được là tỷ uh, số FG chia cho FC Và mình sẽ suy được tỷ số này bằng 2 phần 5 CF chia cho FG bằng 5 phần 2 Đây, vậy mình sẽ suy được là FG chia cho FC sẽ bằng 2 phần 5 Bây giờ mình sẽ áp, áp dụng định lý Menelaus cho tam giác F, M, C thì ta có như sau FG chia FC FG chia cho GC Mình nhầm FG chia cho GC nhân cho CA chia cho AM nhân cho ME chia cho EF thì số này bằng 1 và mình có như sau FJ chia cho GC fJ chia cho GC bằng 2 phần 3 CA chia cho AM 12 phần 7 cho ME chia cho EF bằng 1 đó sẽ được là ME chi cho EF bằng rồi bây giờ mình sẽ chuyển ra 7 phần 12 mình nhấn với 3 phần 2 là đã được 7 phần 8 để suy ra được là tỷ số ME chi cho EF là bằng 7 phần 8 vậy mình sẽ suy ra được một điều đó chính là mình cần tính tỷ số EF chi cho MF EF chính 8 phần vậy là 8 phần 15 8 phần 15 là mình đã có tỷ số đầu tiên FE chia cho FM là bằng 8 phần 15 Rồi bây giờ mình cần tính tiếp Thì ở đây mình đã có rồi fJ chia cho FC là bằng 2 phần 5 Cái này cũng quan trọng Và đồng thời tỷ số này cũng quan trọng luôn Bây giờ mình cần tính thêm tỷ số nữa Là FW chia cho FP bằng bao nhiêu Thì mình có như sau Bây giờ mình sẽ áp dụng định lý Menelaus với tam giác FPC Thì ta có như sau FG chia cho GC Nhân với lại CB chia cho BP Nhân với lại PQ chia cho QF Và tỷ số này bằng 1 Bạn có như sau FG chia cho GC Mình đã có là FG chia cho CF là bằng 2 phần 5 nên là FG chia cho GC sẽ bằng 2 phần 3 rồi CB chia cho BP thì nó gấp đôi nên sẽ bằng 2 rồi PQ chia cho QF mình chưa biết cái này bằng 1 và mình sẽ suy ra được là PQ chia cho QF bằng 3 phần 4 đây rồi 3 phần 4 vậy thì ta có là PQ chia cho QF bằng 3 phần 4 và mình sẽ suy ra được đó chính là Fv chia cho Fv Bây giờ mình có Fv thì đã chiếm 4 phần Nên là Fv chia cho bằng 4 phần 7 Rồi cái tỷ số thứ ba rất quan trọng Rồi sau khi có được 3 tỷ số thì mình có như sau Bây giờ mình sẽ lập công thức tỷ số thể tích Đầu tiên là mình sẽ vẽ hình chóp SABC đáy là tam giác ABC và SA bằng 1, SB bằng 2 và SC bằng 3. Góc ASB bằng 60 độ. Và các góc ở đỉnh là bằng 60 độ. Đó một nhận xét đó chính là cả ba góc ở đỉnh đều bằng 60 độ. Cái này làm chúng ta liên tưởng đến tứ diện đều. Để tính như thế này thì nó khá là khó. Tuy nhiên để giải được bài này thì chúng ta cần một cái điều quan sát đặc biệt đó chúng ta chỉ cần chọn điểm mình sẽ gọi như sau mình gọi m là trung điểm sb đây là điểm m sẽ ở đây vậy suy ra được là sm sẽ bằng a mình gọi tương tự mình gọi điểm n là điểm thỏa mãn như sau đó chính là sn bằng a bằng 1 phần ba sc đây gọi chia làm 3 phần thì điểm n ở đây thì cái này cũng bằng a luôn mình nối các điểm lại AMN mình thu được là hình chóp SAMN có có các cạnh bên đều bằng nhau và bằng a và các góc ở đỉnh là bằng 60 độ. Vậy hình chóp SAMN là tứ diện đều. Mình có công thức tính nhanh thể tích tứ diện đều chính là bằng uh, a mũ 3 căn 2 chia 12. Rồi chúng ta đã có được thể tích của hình chóp SAMN là bằng a mũ 3 căn 2 chia 12 và ta có như sau, thể tích của khối chóp SAMN thì cho thể tích khối chóp SABC chính là bằng SA giống nhau nên mình xin nên là tỷ số đầu tiên bằng 1. Rồi sau đó là SM chia SB nhân SN chia SC và FM chia SB, SM bằng 1/2 của SB nên SM chia SB bằng 1/2. Sau là SN chia SC bằng 1/3 bằng 1 phần 6. Vậy mình sẽ suy ra được là thể tích của khối chốt SABC sẽ bằng 6 lần thể tích của khối chốt SAMN sẽ bằng A mũ 3 căn 2 chia 2. đáp án chính xác ở đây chính là đáp án A. Thông qua bài đầu tiên, nó nhắc chúng ta là sử dụng đến kỹ năng, đó chính là chọn các điểm để tạo lập thành một hình chóp tứ giác đều. sau đó sử dụng công thức tỷ lệ thể tích để giải bài toán này.